Ok. Đá kết nối. Dìu tốt. Tìm đấy Thấy đầu sĩ Đánh đi đâu đánh nhỉ, đi. sĩ đâu nhỉ. Không đăng ký đi. Cái này đăng ký được đấy nhỉ, cho một like một subscribe nhá anh em nhá, Hai một share và đăng ký kênh. chọn video. Đâu nhỉ? Phần 2 này. Xin chiến nào. Đấy, mọi người like một cái đây này. Xong kéo lên. Bấm đăng ký kênh ở đây. Đó. Kích vào cái hình chuông ở đây để nhận video tất cả. Ok. Rồi, như vậy đã xong rồi mọi người nhá. Chúng ta sẽ để là Dynamic IP, sau đó mọi người bấm lưu lại. Sau khi mà đã lưu lại xong thì chúng ta sẽ thực hiện đổi tên Wi-Fi và mật khẩu Wi-Fi. Chúng ta sẽ kích vào phần Wireless. Wireless Setting sẽ là tên Wi-Fi. Wireless Security là cái mật khẩu. Bây giờ chúng ta sẽ đặt mật khẩu trước. Mật khẩu là nam 28081993. Đây, chúng ta sẽ đặt chữ N này là N thường. Xong mọi người bấm lưu lại. Alo. Ủa nó có vậy? Đơn hàng chi chưa? Đến khi nào mình qua anh lịch không? Chúng ta sẽ quên cái mật khẩu cũ này đi để nhập cái mật khẩu mới vào. Tiếp đến chúng ta lại vào cái địa chỉ IP này, sẽ đặt lại cái tên Wi-Fi khác đi. Bùi Hoàng. Alo. Ba. Hà đối lấy chưa cho? Nhanh ngay giờ. Hay hảo đối lấy chưa? Cái chết lấy cho. Hay đối 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 tên nó, đối mật khẩu tên nó đi. Đổi lại cái mật khẩu Wireless Security.
NT. Chúng ta copy sao chép cái mật khẩu này lại, bấm lưu lại. Mọi người bấm quên mạng đi. Đây mật khẩu mới này, kết nối. Sau khi đã cài xong cái tên Wi-Fi và mật khẩu Wi-Fi thì chúng ta sẽ thực hiện đổi lại cái địa chỉ IP. 1.1 này nó đang trùng với cái modem chính cho nên chúng ta sẽ đổi lại. Để mà đổi lại thì mọi người sẽ vào số phần network này, xong mục LAN. Thường thì em sẽ đặt là 9.9. 9.9, xong mọi người bấm lưu lại thôi. Bấm OK. Đấy, nó chỉ có 3 bước như vậy thôi. Thứ nhất là chúng ta sẽ đổi cái là phần network cho phần WAN ấy thành dynamic IP động. Sau đấy đổi mật khẩu Wi-Fi và tên Wi-Fi. Xong rồi chúng ta sẽ đổi cái địa chỉ IP. Sau khi đổi xong ấy, đấy, thì lấy cái dây LAN này cắm vào cái cổng xanh này. Đây là hình thức LAN WAN mọi người nhé, LAN WAN. Chờ một tí để kiểm tra lại. Ok. Sẽ test thử. Ta sẽ test thử xem cái mạng LAN này là tốc độ bao nhiêu. Mạng LAN 8 mấy. Quá khủng khiếp luôn. Đây. Đây là mạng LAN mọi người nhé. Mạng LAN vừa chúng ta vừa mới cài xong đấy. 87.6. Sĩ. Xong chưa? Ok, hai tháng này để cho anh cài cái gì. Anh không đi tìm. Ta sẽ cài lại cái con S2 này. Đầu bút Android. Đâu nhỉ? Vào ứng dụng. Cài đặt. Đây, nó báo sự cố xác thực, chúng ta đổi mất mật khẩu rồi thì chúng ta kích vào xong bỗng quên và nhập lại cái mật khẩu đó. Mật N T 280893. Đấy, 280893 kết nối. Nhầm mật khẩu hay sao nhỉ? Tám 1993 à 1993
Quên. N T 28 08 1 9 9 3